Quý vị và bạn thân mến, bây giờ thì cùng nhau quay lại cái chiếc xà lan mà lắp ba máy đây. Thì hôm nay thì mấy anh mình đã xây xong cái phần ở ngoài sau rồi này. Đấy. Thì bây giờ là anh mình đang vô cái ống bào. Đấy, đang vô ống bào mấy bên này, tay phải bên này. Đấy. Còn bên đây thì chưa vô đâu, cái ống tiếp còn nằm dưới nè, ống bào còn nằm dưới. Đấy, sau này là chạy ba máy luôn ha. Ba dữ rồi. Cái phần cái đuôi này thì anh mình xây lại rồi này, hôm bữa cắt ra rồi xây lại rồi này. Đấy. Này là phần trong phần máy. Đấy. Vuông bao rồi thả cái đã băng đà xong rồi mới kéo cái máy vô ha. Máy thì còn để trên phía trước, chưa kéo vô đâu. Vô ổn tiếp ngon lành rồi mới thả băng rồi mới để cái máy vô. Này cái phần ngoài đuôi này. Đấy anh mình hàng rồi thử sơn trắng vôi rồi nè. Đấy qua đây giữ phần lái này. Thấy khủng khiếp các bạn ơi. Bên kia thì ống bao đã gá vô rồi ha. Đấy. Ống tiếp này, ống tiếp 222 nè. Ống tiếp này, ống tiếp này, ống tiếp 200 này dày nè. Đó, khủng hoảng không? Chạy cái lắp 102 ly. Đấy, sau này sẽ chạy cái lắp 102. Cái dung dịch thì dung dịch này là dung dịch 1m45 này. Chạy Cummins N14 số 5 tua dịch 3 cánh 1m45. Phần bên lái đây là cống bao anh mình để vô rồi, mình đang chấm hàng nè. Đây là ốp phần V rồi, hàng xong rồi ốp V vô rồi. Anh phải canh tim ha, đang đo canh tim cho ngay ngắn hoàng với cái hàng phần đuôi là bít lại luôn. Phần trên này. Phần trong mình chấm kìa, chấm nghe, chấm kìa lại này. Đây anh thợ mình đi ra đi vô trong phòng máy đi cái đường đuôi này luôn nè. Đây bây giờ là lấy dung dịch ra thay cái dung dịch chạy phẩy vô. Đó, một qua làng rồi đó. Còn dung dịch này tháo ra luôn rồi. Nãy anh mình tháo lỏng ra luôn rồi, giờ còn đạp ra nữa. Bị gai rồi. Bị gai là quết á. Rồi. Xong. Cái đó là anh để là sẽ đẩy, anh đẩy ra ngoài luôn. Xong. Cái này rồi đó lắp sắt ống ống. Ôm đồ này, ôm chứ. Ôm nè, ôm sáng nè. Còn này thì đắp inox lên luôn. Lắp sắt đóng đắp inox lên luôn thì tiện răng chứ không bị mòn răng. Lỡ đầu banh chặt luôn. Đây rồi, tiếp tục thì lên cái ống bao này. Ống bao bên kia thì anh mình chấm cứng rồi ha. Đấy, cố định rồi. Cố định lượng bên này, còn bên đây thì đang kéo vô này. Đây. Công trình này quá dữ. Đó mía cũ á. Thank you.
ông bào hết hết thép ông bào rồi. Nó tên bon xà lan này. Anh có cái thước, anh cho anh mượn cái thước. Tận cảnh trong thang máy luôn, hai con máy chuẩn bị rút vô. Còn phía này thì mình thấy sắt để quá trời này. Cái cục đỏ đỏ là cái máy hàn đấy mà. Cái máy hàn bằng chạy dầu ha, máy chạy dầu phát điện hàn. Còn đây là ton này, ton là ton này khổ dài này. Đó là có 10 ly, 12 ly gì đây. Bịch tròn đất luôn, ống tiếp của tá lã luôn mà. Hả? Wow. Cái phần này trong tiếp anh mới đâm đầu vô đó, mới vừa chấm bon rồi. Qua wow, này gì mà xì khối rồi. Rồi thấy ghê không? Hàng ở ngoài mở lên khối lên cháy nè. Canh ngay chấm cố định này nè. Để đo trong đi thì giải hạn xuống rồi đo đậu lại. Thằng thầy có cây nước mà để nước xuống thì chết rồi. Chết rồi. Đó, quá chuẩn. Được chưa bộ? Chưa xong rồi hả? Ở đâu xong rồi kéo quần lên. Kéo quần lên. Anh đo bên kia đừng làm cho cái này theo của anh kia luôn rồi. Ngay ngắn là ngoài là anh chấm hàng luôn rồi, anh canh rất là nhanh nè. Xe cẩu vô không được, mình phải kéo lớp vậy nè. Đây, hai cái số 105A năm tua kéo đặt vô cái Hà Lan rồi nè. Để xe cẩu vô chỗ này không có vô đường nữa, cấn xà lan này. Đấy, cho nên bỏ hết cần vô chỗ đây, giờ phải kéo lết vô đó mới lập thế chủ vô, bỏ vô cái xà lan được. Nó sẽ giả chưa? Bỏ sẽ giả. Hai cái máy xuống được rồi này. Bây giờ mấy anh em mình chuẩn bị đấu hộp số vô cái ra đầu máy ghép nối lại. Ba cái máy bạn thấy thì nóng lạnh không? Đó. Hai cái nào hai bên cái 3,5 chính giữa. Và ba cái máy để vô bích cái hầm máy luôn. Ba cái máy để vô bích luôn. Đây. Ghê gớm rồi chứ. Bây giờ còn đấu gặp số ghép nối vô cái máy nữa là xong. Kinh khủng chưa. Cái máy cách nhau khoảng 2 mét thôi. Bên kia cũng vậy luôn. Con này là còn đúc cái trục lắp vô nữa. Đúc trục lắp vô nữa rồi thả hai miếng băng, hai băng hàng xi lại. Hàng xi lại giống như bên đây nè. Đấy, phải đúc lắp vô mình thả hai miếng băng hai bên ha.
Bên đây cũng vậy luôn nè, giờ còn đợi cây láp đút vô mình thả hai băng nó hàng cái xích xìm sản xích bả lan rồi đó rồi.